Hello, chào cả nhà nha. Thì hôm nay là ngày thứ 15 rồi cả nhà. Hai lúa tiếp tục cuộc hành trình đi bộ siêu việt lùm dây chai của mình. Giờ hai lúa đang đẩy xe ra để đi đi cả nhà. Rồi khởi hành rồi cả nhà ơi. Giờ cũng là 6 giờ rồi. 4 phút nữa 6 giờ cả nhà. Sáng nay bầu trời không được tốt. Hiện giờ hai lúa đang ở ấp Mỹ Thạnh, cách đây Tiền Giang cả nhà. Thị xã Cá Lậy hẹn gặp lại quý khách. Giờ hai lúa chuẩn bị qua khỏi thị xã Cá Lậy cả nhà. Đi theo cả nhà. Buổi sáng nay bầu trời thấy là mát mẻ cả nhà. Tuy nó không có nắng. Hiện tại giờ hai lúa đang ở trên cầu sao. Rất là mệt luôn cả nhà ơi. Lúa đang bị triệu chứng giống như là muốn bị cảm rồi. Tay chân nghe bủng rủng. Nãy lúa mới vô mua tiệm thuốc tây mua thuốc cả nhà. Để chút ăn miếng xôi rồi uống thuốc cả nhà. Triệu chứng muốn cảm, nhức mỏi mình mẩy nó sao nó nóng nóng người cả nhà. Bây giờ kiếm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ cái ăn cái uống thuốc cả nhà. Chắc này do hay lúa tắm nó bị liễm nước rồi cả nhà. Do hôm qua nó đang đổ mồ hôi mệt quá cái thấy nước cái nóng quá bay xuống tắm luôn. Không có đợi khô mồ hôi á. Chắc bị thấm nước rồi cả nhà. Hay lúa mới ghé bên đường xin một miếng nước uống miễn phí nè cả nhà. Hay lúa có đầy chai rồi. Giờ đi thôi cả nhà. Tại lúa tấp vô bên lề giăng cái giỏng rồi cả nhà. Để nằm nghỉ cả nhà. Với ăn miếng xôi uống miếng thuốc. Bệnh rồi cả nhà. Nóng sốt rồi. Nóng rồi cả nhà. Wow. Nằm nghỉ xíu rồi ăn miếng xôi uống thuốc cả nhà. Bị liễm nước rồi. Bây giờ hai lúa ăn sáng với uống thuốc cả nhà. Đây là thuốc hai lúa nãy mới mua nè cả nhà. Thì thuốc này hai lúa mua 12.000 với hộp xôi này 5.000 nha cả nhà. Ăn hộp xôi với uống thuốc cả nhà. Hai lúa còn không nguội nhưng mà ăn không nổi cả nhà. Giờ nó không muốn ăn. Sáng giờ hai lúa đẩy cũng 2 tiếng đồng hồ rồi. 6 giờ 7 giờ 8 giờ 2 tiếng rồi cả nhà. Bữa nay bầu trời thì cũng khá là mát mẻ nha cả nhà. Không như hôm qua rất là nắng. Giờ lúa dùng sôi rồi uống miếng thuốc cả nhà. Thôi nước cũng không vô. Cảm rồi. Cảm ăn sôi miếng sao không? Nãy vô chợ không có gì mua chứ. Không đủ tiền cả nhà. Uống thuốc rồi nằm nghỉ xíu cả nhà. Giờ hai lúa tay chân nó bủng rủng chưa, bị liễm nước rồi. Hai lần uống, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. Ủa, 5 viên rồi.
mấy viên thuốc nó ngán ngược cả nhà. Giờ nằm nghỉ chút cả nhà cho nó khỏe rồi mới đi tiếp được, chứ giờ hai lúa lội hết nổi rồi. Thì sáng hai lúa ăn xôi uống thuốc rồi cả nhà, rồi nằm đây nghỉ ngơi. Nhưng mà giờ mình mẩy nó còn rất là mệt mỏi cả nhà, tay chân nó làm nó liệu cho nó nhờ nhức mỏi trơn à. Giờ chắc hai lúa không thể di chuyển được quá cả nhà, bây giờ rồi chiều luôn rồi. Sao tự nhiên nó mệt quá trời mệt luôn cả nhà. Giờ 1 giờ mấy rồi cả nhà, 1 giờ 33 phút rồi. Giờ lúa cảm giác như là nó tay chân nó bủng rủng cho cả nhà, có dấu hiệu như đau bụng nữa là cả nhà. Nhưng sáng giờ lúa ăn có miếng xôi à, uống thuốc, uống thuốc vô cái đó buồn ngủ, ngủ tới giờ luôn cả nhà, đừ rồi chân. Mới từ đây tới chiều có thể di chuyển được hay không nữa. Giờ hai lúa ra soạn đồ để nấu một gói mì ăn cả nhà. Ăn gói mì rồi uống thêm miếng thuốc nữa cho nó khỏe cả nhà. Bây giờ lúa rất là đuối luôn. Giờ hai lúa soạn đồ ra nấu mì ăn rồi uống thêm miếng thuốc cả nhà. Giờ hai lúa ăn mì cả nhà, ăn mì uống thuốc mà giờ hai lúa ăn không nổi cả nhà, nghe nó không đói luôn, không muốn ăn, nhưng mà thôi ráng ăn miếng rồi được nhiêu được rồi uống thuốc cả nhà. Giờ người của hai lúa nó rất là mệt luôn, tay chân gì nó sẽ nó bủng rủng trơn cả nhà. Ăn miếng mì uống thuốc cả nhà rồi nằm nghỉ hồi nữa coi nó có khỏe hơn được không. Nó không vô cả nhà. Hiện giờ bầu trời đang muốn chuyển mưa cả nhà, mây đen thui trơn. Đó, mây giờ đang thui, kéo đang thui trơn giáp bầu trời chưa. Chờ một xíu nữa họ mưa không biết chỗ đâu núp á. Giờ ở đây không có nhà nữa cơ, ngay chỗ cái miếng đất trống nữa không có nhà cửa. Thì cả không vô thật cả nhà. Bây giờ hai lúa ăn không nổi cả nhà, ăn đâu được khoảng nửa gói à. Giờ lúa uống thuốc cả nhà, uống miếng thuốc và nằm nghỉ tiếp cả nhà. Quá trời mệt mà nó đừ đừ sao á. Ăn gói mì ăn không nổi luôn. Giờ uống thuốc mà nằm nghỉ tiếp coi nha, tay chân nó bủng rủng rồi giò cẳng. Đầu cổ thì nó kiểu như nó mỏi mệt sao cả nhà. Giờ uống thuốc rồi nằm nghỉ cả nhà. Hành trình bữa nay đi không được tới đâu chừng cả nhà, sáng hai lúa đi đâu từ khoảng 5 cây hay gì, 6 cây gì đó, rồi tắp vô đây nghỉ luôn tới giờ, đi không nổi.
giống nằm nghỉ cả nhà. Rồi nó mệt đừ chân. Giờ lúa đang di chuyển đi cả nhà, thì lúa cũng bớt mệt mệt rồi. Bây giờ cũng là 4 giờ chiều cả nhà, quá giờ chuyển mưa luôn rồi, đang ướt hột mai bye bye cả nhà. Lúa đang di chuyển để kiếm chỗ nào đó để có thể trú mưa được cả nhà, chỗ đó nó trống quá, nếu mà trời mưa thì không thấy nào chỗ nào trốn được cả nhà. Được 4 giờ chiều rồi. Thì nãy giờ hai lúa đẩy đi cũng cả tiếng đồng hồ cả nhà. Bây giờ trời bắt đầu mưa. Mưa đây cả nhà. Lúa tấp vô cái nhà bỏ quang đây nè cả nhà. Nhà đây đi. Thấy không ai ở trên cả nhà. Lúa tấp vô đây chắc tối nay nghỉ ở đây cả nhà. Có cái giỏng rồi cả nhà, giờ đang mưa rồi. Giờ hai lúa rất là mệt cả nhà, chắc không thể nấu cơm ăn được cả nhà, chắc lúa đem ra nấu cháo ăn cả nhà, lấy ra miếng gạo rồi nấu cháo ăn húp ăn cả nhà, chứ ăn cơm mà không giờ không nổi rồi, chọn ra nấu miếng cháo ăn cả nhà. Mưa đang bay bay, lớn thì không lớn, nhỏ thì không nhỏ, bay 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 hơn là kiếm được có cái chỗ để ở cả nhà, còn thôi là bị mất mưa ngoài đó. Lúa mới vô gạo xong cả nhà, lúa mới vô gạo xong giờ nấu cháo ăn cả nhà, chắc nấu cháo trắng ăn không quá, ăn với đường cả nhà, hoặc ăn nước mắm gì đó. Không muốn ăn cả nhà, nhưng mà nó không đói nữa, ráng ăn miếng cho khỏe cả nhà. Giờ hai lúa chứ muốn nằm không à. Hên là đây có cái võng nữa cả nhà, mình cho nó khỏe cả nhà. Quá trời mệt, bệnh xuống cái người nó quỷ quải hết trơn cả nhà. Tay chân nó bủng rủng hết trơn. Đang nấu thì hết ga cả nhà, hết bình ga rồi, giờ lúa thay bình ga mới cả nhà. Bình này thì chưa nấu, mới đổi cái hõm 10.000 nè cả nhà, để ngày mai hai lúa sẽ đi kiếm chỗ nào đó để có chỗ mà đổi ga, để đổi bình ga đó cả nhà. Hết chưa? Nấu cháo lỏng lỏng húp cả nhà, chứ giờ ăn hai lúa ăn cơm mà không nổi. Đã đổ gạo hơi nhiều rồi. Hiện tại hai lúa nấu cháo chín cả nhà, nở rồi. Giờ tắt bếp rồi để cho nó nguội nguội xíu ăn cả nhà. Chắc hồi ăn với đường hoặc là ăn với nước tương. Đợi xíu ăn thôi cả nhà, cho nó ngủ nguội bớt chứ giờ nóng quá. Đậy ở đây đi. Giờ hai đứa ăn cháo cả nhà. Ăn cháo với đường hoặc là
ăn với nước tương nha cả nhà. Lúa nấu đặc quá rồi. Phải hốt hơi nhiều gạo một tí. Cháo cả nhà. Cháo trắng với đường rồi. Có trứng gà mà hai lúa không có làm cả nhà. Gà mấy cái uống viên thuốc cả nhà. Có gì thuốc bà đâu. Mình phải nó mỏi quẩy lắm cả nhà. Thứ nhất nó đau lắm. Đang giăng cái giống mùng xong cả nhà, giăng vô cái cột già nè, đi qua cột kia để nghỉ ngơi cả nhà. Thì giờ hồi nãy hai lúa uống viên Faradon rồi, giờ uống thêm viên sủi bọt nữa cả nhà để cho nó tiêu hóa cả nhà. Giờ hai lúa nghe rất là đắng miệng luôn, quá trời đắng miệng rồi. Còn đây là mới cháo ăn không hết cả nhà, để có tối có gì đói thì ăn cả nhà. Bệnh vô mệt quá cả nhà, là muốn xỉu luôn á. Bữa nay đi không được nhiều cây hết, lụm đâu có chưa tới 20 chai nước nữa, 20 chai dây chai nữa. Tự nhiên cái nó bệnh tới, cái người nó đừ, tay chân nó mỏi hiệu hết trơn á nha. Cái vô ăn miếng sôi miếng thuốc cái rồi cái nằm hoài vậy đó, đi không nổi, tay chân nó rung hết trơn à. Không biết mai có thể khỏe đi nổi không nữa. Cầu cho ông bà phù hộ cho khỏe, mai hai lúa đi tiếp tục cuộc hành trình nữa cả nhà ơi. Uống cái thuốc vô nó buồn ngủ quá trời ngủ luôn. Giờ cũng 7 giờ cả nhà. 7 giờ chắc hai lúa phải nghỉ sớm cả nhà. Đuối quá trời đuối à. Nghỉ sớm ngủ sớm cả nhà. Để coi tình hình mai coi ra sao nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nhé. Bye bye.